nối tiếp các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch vào sáng nay, chương trình Hội làng trò chơi dân gian và tuổi thơ miền quê chính thức khai mạc tại khu phức hợp giải trí Khang Thông Happyland, huyện Bến Lức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ các sự kiện hưởng ứng tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022. Quá thân thành nông dân, trải nghiệm một ngày ra đồng bắt cá, bắt vịt, tắm mưa hay thể hiện tinh thần đoàn kết, sự khéo léo, nhịp nhàng khi tham gia các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt đập trống, kéo co, đua ghe ngo trên cạn. Những hoạt động đặc sắc thú vị này đang chờ đón các em học sinh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh tại Hội làng trò chơi dân gian và tuổi thơ miền quê. Dạ, xác nhận tụi con chưa chơi, đây là trò chơi đầu tiên của tụi con. Một lát tụi con tính là chơi hết luôn, tại vì thấy mấy trò chơi này rất là vui. Với lại, nào đó mình chưa có ra đầu nên con cũng muốn chơi. Hội làng được tổ chức từ ngày 17 tháng 9 đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2022. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh đến từ các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức và thành phố Tân An. Thì ban vụ tỉnh đoàn cũng được ban tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch của tỉnh Long An phân công là trưởng ban tổ chức của cái ngày hội làng hôm nay. Thì ban vụ tỉnh đoàn cũng chủ động phối hợp với các cơ sở đoàn, đặc biệt là huyện đoàn Bến Lức, cũng là tuyển tình nguyện viên cũng như là trưng bày tổ chức một số trò chơi dân gian để nhằm tạo điều kiện cho các em có đủ mọi điều kiện để vui chơi giải trí trong ngày hôm nay. Ngoài những trò chơi hấp dẫn, các em có thể tham quan khu Việt Nam thu nhỏ trong khuôn viên khu phức hợp giải trí Khang Thông Happyland Bến Lức. Dự kiến trong tuần văn hóa du lịch tỉnh, hội làng sẽ đón 7.000 lượt học sinh thiếu nhi tham gia. Dạ, con thích trò bắt vịt. Với lại trò bắt cá thì con không bắt được con nào. Còn bắt vịt thì con bắt được một con. Các bạn chơi thì con cũng chơi với mấy bạn thì cũng cảm thấy vui. Tại có các bạn nó hòa đồng hơn. Mặc dù nước ta đang trong tiến trình đổi mới hội nhập, có điều kiện để tổ chức trò chơi hiện đại, nhưng vào các ngày lễ Tết và những dịp đặc biệt, trò chơi dân gian mang truyền thống văn hóa lịch sử vẫn là nội dung được quan tâm thực hiện. Các trò nào cũng vui hết chứ không phải riêng trò của bắt cá. Thầy cô trong trường Võ Thị Sáu thì thông báo cái ngày hôm nay là các cháu đi tham quan Happyland. Rất vui. Nhằm tạo không khí sôi nổi hưởng ứng tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022, hội làng trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê giúp các bé vừa được thư giãn, vừa chơi thoải mái sau những giờ học căng thẳng, đồng thời là dịp để các bé có thể tìm hiểu kiến thức, rèn luyện kỹ năng cũng như là tham gia các trò chơi dân gian đậm chất miền quê Nam Bộ để từ đó thêm yêu làng quê Việt Nam và có ý thức giữ gìn giá trị truyền thống văn hóa dân tộc để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.